nha, hiện tại là sẽ đưa con cạch kỳ lân màu đỏ phía bên trong ngộ của cậu Năm ra phía ngoài cổng này nha cô chú anh chị. Có một người chú cán bộ cấp cao của Hoa Viên đã xuống để chỉ thị việc này, cũng như là đưa ra cặp kỳ lân này ra phía bên ngoài nè cả nhà, để cho phía không có để bên trong mộ của cậu Năm nữa, tại vì cặp kỳ lân màu đỏ này rất là to của chú anh chị. Cặp kỳ lân màu đỏ này mà để trong mộ thì phải để phía trên, mà để phía trên thì chị Hồng Loan chị không đồng ý, mà để phía dưới thì lại phải không được với cả nhà. Bây giờ thì chú cả nhà chú sẽ đi vào bên trong để nhìn cái kỳ lân ra. Rồi, thì bây giờ là chú đang chuẩn bị để đem vào bên trong đó cả nhà. Đó, chuẩn bị giờ là mang vào bên trong. Thì em sẽ vào bên trong em quay cho cô chú anh chị xem. Phía bên trong là cặp kỳ lân màu đỏ nha cô chú anh chị. Cặp kỳ lân màu đỏ của chị Hồng Ngọc để phía bên trong mộ cậu nè cả nhà. Đó, thì giờ em sẽ quay cho cô chú anh chị, vô quay cho cô chú anh chị xem cặp kỳ lân ở phía trong này luôn. Đó, đây cả nhà. Cặp kỳ lân đặt phía bên trong mộ nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó, màu đỏ rất là to luôn. Nghe nói cặp này là em phải nói là 8 người khiêng không nổi cả nhà, rất là nặng luôn. Nó phải trên 100 mấy ký á, rất là nặng luôn. Mà tại vì nó không có thế nữa cô chú anh chị. Đó. Không có thế nữa, chỉ 2-3 người mới có chỗ đứng thôi, còn mà đông quá là không có thế để khiêng luôn. Nó rất là nặng á cô chú anh chị. Đó, phải lòn cái cây qua. Chú phải lòn cái cây qua để thử nè. Đó, nhưng mà trước khi vậy là phải khấn nha, khấn thắp nhang xin phép cậu đàng hoàng, chứ không phải là muốn để đó rồi lúc mà muốn lấy đi thì lấy đâu cô chú anh chị ơi. Đó, và tới đặt ở đây là phải xin phép cậu, và lấy đi thì dời đi thì cũng phải là thắp nhang xin phép cậu. Đây cặp hạt này cả nhà, cặp hạt đứng trên rùa nè, cũng đã được di chuyển đi cả nhà. Đó, di chuyển đi để chạy phần đi mộ nè. Đó, hai con kỳ lân đỏ nè cả nhà thấy không, đỏ rực như lửa vậy cả nhà. Nhiều cô chú anh chị nói là cái kỳ lân đỏ này mà để đây thì không tốt nha, không tốt, tại vì kỳ lân đỏ rất là dữ, hung dữ luôn. Để tại mộ thì không tốt, chị nên để kỳ lân trắng hoặc kỳ lân đen, mà thường thường là người ta để kỳ lân trắng nha, cặp kỳ lân trắng đó, giống như là cặp kỳ lân của cô Loan. Cô Năm Loan đó bữa là cô có lên làm âm lên khi mà cặp kỳ lân của cô không được vô đây đó cả nhà. Đó, hai con kỳ lân trấn giữ hai bên đó cả nhà. Đó, thì mấy anh này mang cây ra để lòn qua bên trong để khiêng cho nó dễ, nhưng mà vẫn chưa nha cả nhà, vẫn chưa được, tại vì để xem xét đâu đó kỹ lưỡng là mới khiêng, chứ không phải là khiêng đụng cái là khiêng đâu. Tại vì cái cặp này rất là nặng luôn cô chú anh chị, mà dời đi là mình phải tính toán kỹ lưỡng. Đấy, em quay cho cô chú anh chị xem. Hôm qua thì trời mưa rất là lớn nha cô chú anh chị, ngập hết nơi đây luôn. Đó, trời mưa rất lớn luôn, ngập hết nơi đây luôn. Cá này có hiện tượng cá nhảy nữa, có nhiều clip đưa lên YouTube của cô chú anh chị. Nhiều người ta nghe ta giật mình luôn, ủa sao lại ở đây là có cá, nhưng mà hiện tượng ở đây vẫn có cá. Cá nổi lên nha. Nước ngập tràn vào bên trong mộ luôn cô chú anh chị ơi. Nhưng mà hiện tại là tại vì mộ đã xây đá rất là kiên cố rồi, cho nên nó không phải như lúc trước. Trước mà chưa có đá thì nước nó tràn vào bên trong được, còn bây giờ thì không sao. Giờ nước nó chỉ lấp lấp ở phía bên ngoài thôi. Đó, cô chú anh chị thấy không? Hai con kỳ lân rất là bự lên. Đó, rất là đẹp nha. Ai nói gì về màu đỏ không tốt gì đó, nhưng mà em thấy là rất là đẹp. Thì chú cán bộ Hoa Viên đó thì muốn là đem ra bên ngoài để, tại vì để bên trong thì nó rất là chiếm diện tích cô chú anh chị thấy không, để dưới đất thì rất là chiếm diện tích. Khi mà để lên phía trên mộ thì chị Hồng Loan đã ý kiến là không cho để, mà để dưới đất thì lại Hoa Viên lại không cho để, cho nên phải để ở bên ngoài. Đó, bây giờ thì em sẽ ra phía bên ngoài em quay cho cô chú anh chị xem cái công tác chuẩn bị để phía bên ngoài. Đây chú đã chỉ đạo
cuốc này cả nhà, cuốc chỗ này để lót cái viên đá lên để cặp kỳ lân đó cô chú anh chị. Đó, đó chú chỉ là sẽ cuốc cái chỗ đất này lên để cặp kỳ lân vô. Đó, cô chú anh chị thấy không? Để một viên đá vô để cặp kỳ lân. Đó cô chú anh chị. Chú chị thấy chưa? Đó, để cặp kỳ lân vô đây thì nó sẽ ra... Mà không biết là nếu mà để cặp kỳ lân vô đây thì cái cặp kỳ lân trắng của cô Lan thì có đem vô hay không? Tại cặp kỳ lân kia nó nhỏ hơn đó cô chú anh chị. Đó, giờ sẽ đào cái đất chỗ này đi, đất thừa chỗ này đi và lắp cái viên đá vô. Giờ là cuốc để bỏ viên đá xuống nè. Chú nói là sẽ để hai bên nha, hai bên này mỗi bên một con. Đó, để cho sát vô cái góc này để cho nó đẹp. Đó, sẽ bới tất cái chỗ này ra để cho nó đẹp của cô chú chị. Đó, rất là đẹp luôn nha. Nếu mà để hai cặp kỳ lân bự này, kỳ lân này không, mà theo em nghĩ là nếu mà để ở cổng thì cặp kỳ lân phải bự hơn nữa thì mới đẹp cả nha. À, cô chú chị thấy sao có để lại comment bên dưới cho em nha. Đó, phải để cặp kỳ lân bự hơn nữa, tại vì nó nếu mà nó gắt cổng thì là cặp kỳ lân nó phải bự hơn, cái cặp kỳ lân vậy thì quá nhỏ đó cô chú anh chị. Đó, thì sẽ bới đất và lót cái viên đá vô. Đó, chú áo sơ mi trắng đó cô chú anh chị. Đó, mình sẽ cuốc cái chỗ này mà như em thấy là nó vướng cái vướng cái gốc cây. Mình phải bới đào ra để lót viên đá cho nó vừa chỗ này để kê vô để con kỳ lân lên, chứ con kỳ lân rất là nặng nha. Con kỳ lân này là gần 200 kg đó cả nhà, chứ không ít đâu. Bữa là khiêng lên khiêng xuống ở chỗ cái mộ thôi mà khiêng không nổi cả nhà, rất là gần luôn, vị trí rất là gần luôn nhưng mà khiêng không nổi đó. À, bây giờ thì anh này anh lấy cuốc này cả nhà, anh cuốc luôn cái gốc cây luôn. Cuốc cái gốc cây luôn để cho cái viên gạch vào, viên đá vào cô chú anh chị. Đó, cuốc luôn cái gốc cây luôn, chú chị thấy không? Cuốc cái gốc cây luôn để bỏ cái viên đá vào cho nó đẹp. Nhưng mà hiện tại nó rất là nó gọi là nó cấn cả nhà, gốc cây nó chứ không phải nó cấn, nó không có thẳng hàng á, cho nên rất là viên gạch để nó rất là trông trên luôn cả nhà ơi. Đó, rồi em vô bên trong quay cho cả nhà xem nha. Cặp kỳ lân thì chú nói là thôi lấy ra đi, lấy ra lắp lại để chú sẽ cho người cắt cái viên đá nó vuông vức hơn. Lắp lại đi, lắp cái cắt cái cho thợ đá đó, thợ đá cắt cái viên đá phun bút cho nó đẹp rồi mới để cái cặp kỳ lân lên làm thì cho nó phải ra chỉnh chu đàng hoàng, chứ mình không thể mà làm nó tạm bợ như vậy được cô chú chị. Đó, cô chú chị thấy không, rất là chuẩn luôn đó. Giờ thì anh này sẽ lắp lại đó, lắp hết lại luôn đó, làm cho nó đàng hoàng, nó đẹp đẽ. Tại vì phía bên ngoài là cái bộ mặt mà cả nhà, bộ mặt của khi mà vào bên trong cho nên phải là làm cho đẹp vô mới được nha. À, giờ thì lắp lại hết rồi, để chờ chỉ thị của chú tiếp tục thì anh em mới khi cặp kỳ lân ra được rồi cô chú anh chị ơi. Đó, thì chú nói chờ đi, chờ thợ đá cắt đi rồi bắt đầu mình sẽ làm tiếp. Đó, giờ sẽ lắp hết đất lại này, trả lại hiện trạng như ban đầu nha. Rồi thì bây giờ em sẽ quay vào bên trong, quay cho cô chú anh chị xem cặp kỳ lân nha. Đó, hôm qua thì mưa quá trời mưa luôn, hôm nay thì trời nắng quá nắng, thời tiết cũng là khắc nghiệt đó cô chú chị. Em quay tay không mà cho nên nó hơi rung lắc đó, thì cô chú chị xem thông cảm nha cả nhà. Đó, cặp kỳ lân đó cả nhà. Đó, cặp kỳ lân chú thấy, chị thấy không, trấn giữ rất là hoành tráng nha. Đó, rất là uy nghiêm luôn đó, một con đực một con cái đó cả nhà. Mà người ta nói là không nên vuốt đầu kỳ lân nha, vuốt chân vuốt đồ thôi chứ không nên vuốt đầu kỳ lân, điều đó là cấm kỵ nha cô chú anh chị. Đó, em nghe cô chú anh chị nói vậy đó, không nên vuốt đầu kỳ lân. Thì buổi sáng là em thấy là có cúng tại bàn thờ của cậu là có bánh ít cả nhà. À, bánh ít từ nãy thì thấy có anh kia anh đang dừa cả nhà, vừa tới cúng cậu nữa, để xem là xíu nữa là khiêng cặp kỳ lân này ra bên ngoài như thế nào. À,
em sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem luôn. Sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem. Đây, anh này đã mang trái dừa để bàn thờ đó cô chú anh chị đó. Thì chuẩn bị anh sẽ thắp nhang, cúng cầu này cả nhà. Đó. Anh này thì anh cũng tin như tới đây một hai lần rồi. Đó. Thì sáng sớm anh đến mang trái dừa đến thắp nhang cúng cầu đó, giờ anh thắp nhang đó cô chú anh chị. Rồi. Cặp kỳ lân này mang đi thì không biết là cái cặp kỳ lân trắng, nếu mà cặp kỳ lân đỏ thì mang đi, cặp kỳ lân trắng có đến hay không. Thì cô chú anh chị nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là để lại một like, một share, một lượt đăng ký ủng hộ kênh em nha cả nhà, để nhận được những thông tin mới nhất. Em sẽ quay những thông tin mới nhất cho cô chú anh chị xem luôn. Rồi, thì bây giờ anh đang thắp nhang cúng cậu nha. Thì đến đây không phải lắm cũng xin dừng clip, mong là cô chú anh chị nhớ ủng hộ kênh của em nha. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị clip tiếp theo.